Over the course of the next month, I'll be talking nice to plant A and mean to plant B. Let's begin. You are so pretty and so beautiful, and you're going to grow up so much because I love you. I love you. What's up, you dumb sack of crap? You trying to grow? You can't grow. Cracks a sack can't grow, you dumb sack of crap. You're so thirsty. Probably because someone's growing up so fast. Now shut up. You're so much prettier than all these sluts. Seriously, you should be in a botanical garden. I am serious. You look fierce. Oh man, you look like marijuana came down with polio. Okay, day 30. Time to see how it turned out. Plan A, you grew a total of 2 inches. I am so proud of you. Plan B, you grew a total of, who gets a crap? A sack of crap. You couldn't do the one thing that you're supposed to do. Trời. Dạ, mình có hiểu thí nghiệm này không? Dạ, hiểu rồi. Dạ, em mời chị. Thấy thương quá, thương cây B quá thì mất. Trời ơi, bị mắng chửi số xả luôn. Em tàn lụi luôn. Còn cái em A, trời ơi, được nâng niu rồi, được nói những lời yêu thương rồi, được soi gương cho coi nữa rồi. Nói chung là rất là thương em B luôn. Tội nghiệp quá. Rồi, thế chị hiểu là vậy á. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi, thì bây giờ đây là thí nghiệm thứ nhất. Bạn có thể thấy đó là trong thí nghiệm này trong vòng 30 ngày thì anh chàng này đã làm một cái thí nghiệm rằng anh ta nói những cái lời rất là tốt đẹp với một cái cây và nói những lời rất là tệ hại với cái cây còn lại. Và sau 30 ngày thì một cái cây sống và phát triển, còn cái cây còn lại thì mẫn củ tỏi mất tiêu. Bây giờ tụi mình sẽ cùng mô tả lại thí nghiệm thứ nhất nha. Rồi, hôm nay mình xung phong dịch câu, hai câu này nè. Tụi mình sẽ dịch theo ý của mình, sau đó rồi Vi sẽ chỉnh sửa lại cái câu dịch của mình để mình cũng có thể học lại những cái từ mới. Và coi cái cách nói của mình thì cần chỉnh sửa như thế nào. Còn các bạn cảm thấy rằng là đây là từ mà bạn thích thì bạn có thể ghi xuống ha. Còn thấy cái câu có khó quá, không sao, mình chỉ cần học những từ mới mà mình cảm thấy mình thích. Rồi, có ai muốn xung phong không? Mời Daisy. Today I want to share with you some interesting experiences. Em nói chậm chậm thôi, để chị đánh nha. Some interesting gì nè? Experiment. Rồi. Rồi, tiếp theo. A man decided to make an experiment to see whether trees are able to understand what people are saying or not. What people say or not. Understand what people say or not. Rồi, cảm ơn Daisy rất nhiều. Rồi, mọi người hãy xem bản dịch nha. Today, hôm nay, tôi muốn, I want, chia sẻ với các bạn thì mình có thể dùng chia sẻ là to share ha. To share một vài thí nghiệm. Ở đây some có nghĩa là một vài nha mọi người. Thí nghiệm là experiment, mình nhấn ở âm thứ hai. Thú vị là interesting, thì thí nghiệm thú vị, vậy nên thú vị là tính từ nằm ở đằng trước danh từ. Interesting nằm ở đằng trước experiment. Một người đàn ông quyết định, a man đã quyết định, nên là bạn ấy dùng decided. Một người đàn ông đã quyết định làm một thí nghiệm. To make an experiment. Để xem, to see. Liệu cây cối, chỗ whether có nghĩa là liệu. Liệu rằng, whether
cây cối, trees, to be able to. To be able to có nghĩa là có thể. Ví dụ như tôi có thể thì mình nói là I am able to. Anh ta có thể, he is able to, you are able to. Rồi. Những cái cây nè, số nhiều, vậy nên là are able to understand tiếng nói hay không. Thì bạn ấy dịch là con người nói gì hay là không, những gì con người nói hay không, những gì là what con người nói or not. Cảm ơn Daisy. Rất là tốt luôn. Mình mời bạn tiếp theo, mình hãy dịch câu tiếp theo này nha. Xem cái này ta. Mời Hoàng Phúc. Dạ. Rồi, con có thể bắt đầu đi. He takes two cối chậu cây dịch sao? Three pots hoặc là plant pot. Pot là cái chậu. He takes two plants. Dạ không. Khỏe mạnh mà. Bởi vì xúc xích bắt đầu từ số 1 đến số 6. Xúc xích không cá. Đắt. Không cá. Chưa không. Kết quả. Ừ. Rồi, tiếp theo. Không có da không. Em. Cá không. Cá. Chậu cái đầu này có. Plan A. Xúc xích có số 7. One day he talked to him. Rồi, khen ngợi. Ôi, khen ngợi là sao? Hmm? Khen ngợi. Khen ngợi. Compliment. Compliment him. Rồi. Hát cho nó nghe. Sing to him. See to him. Listen. Coi, do thậm chí, thậm chí như thế. Even, even, thậm chí. Even, let. Dạ, cô giúp con câu này nha. Let him look at mirror. Rồi. Ok, mình cùng nhau chỉnh câu này một chút xíu. Rồi, anh ta lấy hai chậu. He takes. Thì ở đây mình đang kể về câu chuyện cái anh việc này. Các anh này làm vậy nên mình sẽ nói là ở quá khứ nha. He took two plant pots. Thì nhà là như vậy được rồi. To take something hoặc là somebody home là mang ai đó hoặc cái gì đó về nhà. Hai chậu cây khỏe mạnh. Two healthy plant pots home. Cây thứ nhất, plant A. Anh ta nói chuyện với nó mỗi ngày. He talks to it every day. Rồi, khen ngợi nó. Ở đây quá khứ. He talked to it every day. Compliment. Complimented him. Complimented, tại vì mình lỡ dùng ít rồi. Mình làm ở đây là ít luôn. Compliment. Chữ y được rồi. Và hát cho cái cây nghe. And sings. Thì mình quá khứ là he sang for the plant. Và còn để cái cây soi gương nữa. Even let. Để là let. Để ai đó làm gì đó là let. Tôi để em đi. Để tôi đi. Let me go.
let là để. Even let the plant look at a mirror. Rồi. Rồi, cảm ơn Phúc rất nhiều. Bây giờ tụi mình tiếp tục nha. Hai đoạn còn lại. Có ai xong không không? Dạ, có ai xong không hai câu này? Chị xong không? Dạ, chị. The plant is chậu cây bê. Anh mỗi ngày dùng thái độ ghét bỏ và đối xử với nó. He treats it not well. Đối xử với nó là trick to. He treats it not well. Mắng là gì em nhỉ? Mắng thì school. He school it to it. Mắng nó. He talked to it. Very not not well. You must be dying. He said that. You must die. You must die. Yeah. Rồi, mày thật xấu xí. Yeah. You are ugly. Okay. Mình dịch luôn hai câu cuối này giùm em ạ. Chưa. Dù anh tưới, dù anh đây ở bên trên nữa em ạ. Đúng rồi. Tưới nước cho cả hai cây. Also he give water. He water to two parts of plant. Cho cả hai chậu cây ra ánh mặt trời. Dù anh tưới nước và cho cả hai cây ra ánh nắng mặt trời. He water and take two pots in the sunshine. Với thời lượng như nhau, with the same time. But after 30 days, the resource is very strange. The place be... The result is... The situation is very strange. Lạ. Strange. Có thấy là hay là lạ? The result is the result is e hai chấm em xuống dòng. Yeah. The result is balance A e tall and there are many brands, many rất nhiều lá. There are many leaves. But the plant B is héo úa và sắp chết. Héo úa. Héo nha. Héo là từ này wither. Winter and and will be die. Ok, cảm ơn chị. Dạ, bây giờ tụi mình cùng nhau sửa hai câu này. Oh yeah, sorry. Mọi người thấy không ta? Rồi. Thấy rõ. Dạ, rồi bây giờ mình sửa nha. Đây. Hẹn chỗ này mình không rõ. Rồi. Chậu cây B, plant B. Anh ta dùng thái độ ghét bỏ để đối xử với nó. He treats là động từ to treat có nghĩa là đối xử với ai đó.
Quá khứ của nó là ed. Đọc là treated it. It treated, he treated it bằng thái độ ghét bỏ, with hate. Với sự ghét bỏ, anh ta mắng chửi nó, he scolded it. Scolds là hiện tại, scolded quá khứ. Và anh nói những lời như là, and he says, ví dụ anh ta nói mà không phải nói với ai, mà không yêu cầu một người nào đó phải trả lời á, thì dùng là say. Và say là hiện tại thì mình dùng quá khứ của nó là said. And he said những lời như là things like. Và anh nói những lời như là mày thật xấu xí. You are ugly. Chết đi. Go die. Chết đi là mình nói gì? Go die. You are ugly. Mặc dù anh ấy tưới cho cả hai cây. Although he watered. Động từ tưới là động từ water luôn. Quá khứ của nó mình thêm ed. The two plants. Hoặc là the two potted plants. Và mang cả hai chúng. And took both of them. Out in the sun, light, with the same thời lượng, mình sẽ dùng là amount of time. Nhưng sau 30 ngày, but after 30 days, kết quả cho được là the result was, tại vì nó là quá khứ. Và nếu như mình muốn nói là kết quả của anh ấy nhận được là thì là the result he got was. Get là nhận được, got là quá khứ của get. Cây A thì cao hơn. Plant A was taller. Và ra thêm nhiều lá. And there are many leaves. Và có nhiều lá. Và plant B, cây B, thì nó héo úa, wither. Động từ héo úa quá khứ là ed, đọc là withered. Và nó sắp chết. And dying. Nó sắp chết, nó có nghĩa là nó đang chuẩn bị chết á. Thì là dying, là đang chết. Đó, bạn thấy không? Cái cây nó hiểu được ngôn ngữ. Thì hãy hình dung coi nếu như mình nói với cái cây như vậy mà nó có thể chết đi. Và những lời động viên thì có thể giúp cái cây tăng trưởng cao hơn. Thì hãy hình dung những cái lời của người khác nói với mình. Nếu như người ta cứ nói với những cái lời mà xấu xí nè, ngu dốt nè, mập nè. Đó, thì cái tác động của những cái lời đó đối với mình sẽ là gì? Và hãy xem những cái lời mà mình đang nói với những người bạn của mình. Những cái lời chê trách, những cái lời không có sự ủng hộ, không có sự động viên. Thì có thể bạn thân với nhau mình hay nói thật, nói thẳng. Nhưng mà mình không biết rằng là những cái lời nói của mình nó lại có những cái tác động rất là mạnh mẽ. Nên là hãy chú ý những cái lời nói của mình nha. Bây giờ mời mọi người hãy xem thí nghiệm thứ hai. Oh, sorry, not this one. Okay, thí nghiệm thứ hai. Rồi có thể lắng nghe và hiểu đấy. Bạn coi tiếp thí nghiệm thứ hai này. Vào năm 1966, một nhân viên CIA người Mỹ đã muốn kiểm tra xem cái cây nó có thể phát hiện nói dối hay không. Ông đã cho hai cái cây cùng một loại đứng bên cạnh nhau và cho một nhóm 5 người. Một trong số những người đó bốc thăm sẽ trở thành người sẽ làm tổn hại một cái cây. Anh ta bước đến, xé, chặt, làm tổn hại cái cây bạn và để cho cái cây bên cạnh quan sát. Sau đó người ta gắn một chiếc máy để đo các tín hiệu sóng của cây. Cái cây này nó có thể không phản ứng đối với những người đã không có tác động lên cây bạn của nó. Nhưng ngay khi người đã tổn hại người bạn cây của nó xuất hiện,
Cái cây này đã phát ra một làn sóng rung rẩy, sợ hãi, dao động dữ dội. Và nó biết chính xác rằng đây chính là người đã tổn hại nó. Và nó cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Các bạn ơi, cây cối chúng nó thật sự cũng có ý thức giống như chúng ta vậy. Cũng biết đau, cũng biết vui vẻ, cũng biết thương yêu đồng loại của mình. Mỗi lời chúng ta nói với cây cây cũng sẽ được tác động và cảm nhận được hết đấy. Khi ai đó nói những lời tốt lành với bạn, bạn cảm thấy vui. Cây cây cũng vậy. Khi bạn chăm sóc và thương yêu cái cây, cho nó uống nước, cho nó được ăn, cho nó được yêu thương, cái cây sẽ phát triển và lớn nhanh hơn, ra những hoa trái tốt hơn. Và thường những hoa trái này sẽ có nhiều chất dinh dưỡng phù hợp với bạn. Bởi vì cái cây chúng nó rất là nhạy cảm. Chúng nó biết được rằng là ô, cơ thể của người bạn, người đang chăm sóc mình đây, cần phải có thêm những chất dinh dưỡng nào để có thể giúp cho người ấy không bị bệnh tật và sức khỏe của người ấy càng lúc càng tốt hơn. Rồi, đó là video chị làm đó. Đây là giọng nói cũng của chị đó. Rồi. Nghe biết mà, nghe biết mà. Trời thương quá, cái cây tội nghiệp nghe, trời ơi chị đó. Đúng rồi, mọi người vừa xem cái thí nghiệm thứ hai. Đây là một cái thí nghiệm rất là cũ rồi. Thế nên là tìm không ra, vậy nên là buộc phải sử dụng lại cái video mà mình đã làm. Bây giờ mình sẽ cùng dịch cái đoạn này nha. Mời một bạn có thể xung phong dịch câu này nào. Có ai xung phong không? Vi tắt xe đi, Vi tắt xe video á, Vi bật lại file á. À đúng rồi. Dạ, à, cảm ơn chị nhắc em nha, quên luôn. Ok. À, mọi người thấy được chưa? Wow, thank you. Đó, một lớp học mình như vậy mới vui chứ. À, mời bạn Nhã Uyên Hoàng Nam này. Experience. Ok, mời bạn dịch hai câu này nha. Thí nghiệm thứ hai cho tới chỗ 5 người. Experience to one. Chị cô đang gõ hả? Bạn nói đi. An employee CIA at the year 1966 have used one. Máy phát hiện nói dối đấy, chị cho từ nha. Lie detector. Đó. Rồi. To make an experience. Experiment, yeah. Okay. He found the two kind of two same of kind. He gì ta? Two same kind. He gì ở đây? For. Em có thể F-O-R-E. F-O-R. He four. Two kind of tree stand next to them. And one group and have one group, five people. Okay, very good. Bây giờ tụi mình chỉnh câu này một tí nha. Thí nghiệm thứ hai. Experiment 2. Hoặc là second experiment. Một nhân viên CIA. Đây, nhân viên employee. Mình nhấn âm cuối cùng. Của CIA. Vào năm 1966, in the year 1966. Đã sử dụng, đúng rồi. Bạn ấy dùng cái thì ở đây rất hay nè mọi người. Bạn ấy dùng present perfect. Have used. Đây là thì present perfect là thì được dùng để chỉ những hành động ở quá khứ nhưng không có thời gian xác định. Ví dụ như mình muốn nói đã từng, đã rồi, đã chưa, đã dùng, nhưng mà không biết dùng chính xác vào tháng nào, ngày nào, mấy giờ.
Vậy nên là trong tiếng Anh, người ta dùng thì present perfect để nói về hành động trong quá khứ rất nhiều. Đã sử dụng. Tại vì ở đây là một nhân viên ha, an employee là danh từ số ít, he. Vậy nên mình có thể sử dụng là has used ở trong hiện tại. Nhưng vì đây là kể về quá khứ, thì nên mình sẽ dùng là had used. Một cái máy nói dối, lie detector, để làm một thí nghiệm, to make an experiment. Anh ấy cho hai cái cây, giống như hồi nãy chữ cho phép để cho tôi đi, để tôi đi, thì mình sẽ dùng từ let. Let ba cột giống nhau, let. Vậy nên ở đây mình không có chỉnh sửa gì ở quá khứ hết. He let two, hai cái cây cùng loại, two trees, hai cây cùng một loại, of the same kind. Đứng cạnh nhau, stand next to nhau, each other. Và cho một nhóm 5 người. And there was a group of 5 people. Rồi, rất là tốt luôn. Cảm ơn Nam. Bây giờ mời một bạn tiếp theo tụi mình dịch hai câu này. Mời bạn Xuân Phong nhé. Mời Thảo Chi. One out of five people. Thảo Chi ơi. Dạ, cô có nghe em không ạ? Dạ, alo. Có nghe. Alo. Cô có nghe em không ạ? Chị nghe được rồi. À dạ. One out. One of? Out of people. Five people. Draw. Withdraw. Lot. Lost. To be evil. To be evil. Evil. Nó hơi nhỏ, em tới gần máy thêm tí nữa nhé. Dạ. He hit. He hit. Cursed. Curse. Cut down. Cut down. A tree. A tree. The other tree. He do not touch. No, no. The lie detector. What connected? Nói to lên khúc đầu ha. Yeah, the lie detector. The lie detector. What connected with the other tree? Okay, thank you. Cảm ơn chị. Rồi, mọi người cùng nhau xem câu này nha. Một trong số 5 người. One out of 5 people. Đây, mọi người có thể dùng hai cấu trúc nói là một trong số thì là one of 5 people hoặc dùng one out of 5 people đều được. Mình có thể sử dụng one out of 5 people này, nó sẽ tự nhiên hơn và hay hơn. Ở đây people là số nhiều của person. À, đây, persons. Thì mình dùng people. Đã rút thăm. Withdraw. Là rút. Động từ to withdraw là rút. Mình có thể là dùng ed hoặc là dùng withdrew. Đều được. Để trở thành người xấu. Evil là danh từ, nghĩa là người xấu. Cũng có thể là tính từ, nghĩa là sự xấu xa. Để là to, be là trở thành, kẻ xấu, evil. Anh ta đã đánh nè, hit. Ở đây quá khứ nhưng mà vẫn dùng hit tại vì ba cột là giống nhau, hit. Curse là chửi, mà chửi kiểu như chửi nặng nề luôn, chửi thề luôn đó. Thì dùng từ curse, quá khứ là đi, đọc là cursed. Cắt cái cây, cut down a tree.
cắt một cái cây trong số hai cái cây đó, nên là dùng a thôi. Cái cây còn lại thì cây còn lại the other tree. Anh ta đã không đụng tới. Touch, động từ đụng tới. Cái máy nói dối đã được nối vào với cái cây còn lại. Ở đây bạn ấy sử dụng thì bị động. Đây là một cái câu dịch rất chính xác. Người nước ngoài họ sẽ nói như vậy luôn. Họ sẽ dùng thể bị động. Còn nếu như mà mình muốn thể chủ động để biết là người ta, thì mình sẽ cứ biết là đối với những bạn cảm thấy khó, mình cứ ghi là người ta là people. Nối là động từ connect. Máy nói dối, the lie detector. Với cái cây còn lại, with the other tree. Đây, hai cái câu này viết giống như nhau, chỉ là đổi cái vai thôi. Đây, connect là liên kết. Bữa trước tụi mình có học động từ to be, nghĩa là thì, là ở. Ngoài ra, be còn có nghĩa là bị, được. Còn cột thứ ba của động từ thì luôn luôn ở cái thể, có nghĩa là bị được tác động bởi hành động đó. Ví dụ như tell, told, told, kể cho, đã kể cho, và cột thứ ba có nghĩa là được kể cho. Vậy như nếu như ai đó nói rằng là tôi đã được nói cho rằng, thì mình sẽ dùng là I, bị được là be, mà đối với động từ với chủ ngữ I thì phải dùng am. Rồi xong, đã được nói cho là cột thứ ba của động từ told, I am told, là tôi đã được kể cho rằng. Cấu trúc của nó sẽ là chủ ngữ cộng với be, mà ở cái chia theo cái chủ ngữ đó, và dùng cột thứ ba của động từ để nói là bị tác động. Rồi nha. Cái máy nói dối đã được nối với cái máy còn lại. Cái cây còn lại. Ok. Tiếp theo, mời bạn nào đó xung phong để dịch đoạn này. Em mời chị. Ok, em nào á? Dạ, em xong. Ok, chị mời xong. Cái khúc mà từ từng người hả chị? Chính xác. Từng người. In video of them. Em không thấy chị viết á, không biết điện thoại em nó bị chậm hay là sao. Không sao đâu, chị đang viết rồi. Chắc là em nhìn thấy chậm thôi, em cứ nạp tiếp đi. Of them home đi tới come nearly the plan. The light director didn't signal. But as soon as who heard the tree of spear, the signal thay đổi là a change strength stronger. Trời, người đã làm rồi. The plan recognize who had hurt tổng hại bạn của nó, hurt bạn của nó là his friend nó nhận biết và có trí nhớ. The tree
The tree đâu rồi? The tree recognize and had recognize and memories. Memory has hả? The tree has. Vậy phải không? Ok. Cảm ơn Son nhiều. Bây giờ tụi mình cùng nhau sửa câu này ha. Rồi. Kéo cái này lên một chút nào. Từng người trong nhóm. Trời. Mình có thể dùng là... Ở đây mọi người học từ này vô nha. Individual. Đọc là individual. Có nghĩa là mỗi người, mỗi cá nhân. Nhưng mà nó là thường không được sử dụng giống như trong cái câu như thế này. Thì mình ví dụ như mình muốn nói từng người trong nhóm thì mình sẽ không có thường sử dụng cái cách nói là chữ individual này. Thì mình sẽ dùng có ba người giơ tay hả? Vậy có ai muốn sửa hả? Rồi chị mời Daisy hả? Mời Daisy em thử sửa câu này xem. Ngoài từng người trong nhóm thì em sẽ dùng cái gì? Each of them. Ok luôn. Đó, mọi người có thể sử dụng cái này nè. Each of them là mỗi người trong bọn họ. Thì đây là cái thường được sử dụng hơn. Each of them, từng người trong họ. In the group. Trong cái nhóm đó, đi tới gần cái cây, mình dùng là quá khứ là came, near thôi, là gần thôi, còn nearly có nghĩa là gần như hoặc là gần, đó, gần như á, nearly là gần như là một trạng từ nhé. The plant, đến gần cái cây. Rồi, không, đối với những bạn mà nó trình độ cao hơn thì mình có thể dùng động từ approach, là tiến lại gần, quá khứ là thêm ed. Approach the plant. Cái máy nói dối không có tín hiệu gì kỳ lạ. The lie detector. Ở đây bạn ấy dịch là did not, là đã không có, have tín hiệu gì lạ. Tín hiệu gì lạ mình sử dụng là any strange signal. Tín hiệu, danh từ là signal. Bất cứ cái gì là any. Không có gì, any. Tín hiệu kỳ lạ. Hoặc mình có thể dùng là didn't show. Tại vì cái máy nó hiện ra any strange sign cũng được. Signs là những dấu hiệu luôn. Signal là tín hiệu, signs là dấu hiệu. Tiếp nha. Nhưng ngay khi, rất là giỏi luôn. As soon as, mọi người hãy ghi xuống. As soon as là ngay khi. Cái người mà đã gây tổn hại cho cái cây xuất hiện. Cái người mà, the man who, hoặc là the person who, đã gây tổn hại. Thì động từ hurt ở đây là động từ ba cột giống nhau. Vậy nên là ở đây là quá khứ nhưng mà nó vẫn ghi là hurt thôi. Ngoài ra mình có dùng một từ gây tổn hại nữa là mình dùng từ damage. Quá khứ của nó thêm ed. Damaged. Cái cây, the tree appeared, xuất hiện, đã xuất hiện. Thêm ed. Cái tín hiệu thay đổi mạnh mẽ hơn. Change quá khứ thêm ed ha. Ngoài ra mình có thể dịch thêm một cách là the signal fluctuate, có nghĩa là nó rung động. Động từ to fluctuate cho những bạn muốn học cao hơn, có nghĩa là rung động, chuyển động, rung lên, lắc xuống mạnh mẽ. Có nghĩa là là từ fluctuate, quá khứ là fluctuated. Ok, tiếp theo. Cái cây nhận ra người đã làm tổn hại bạn của nó. The plant recognized, quá khứ. Người mà, the person who. Cái người, the person, mà, who, đã tổn hại bạn của nó.
has hurt his friend. Đã đây, mình dùng quá khứ present perfect, hiện tại hoàn thành để nói về động hành động là đã tổn hại mà không có nhất thiết là lúc mấy giờ, nó không xác định thời gian. Thì mình sẽ dùng present perfect has hurt his friend. Nhưng mà bởi vì cái này là mình đang kể lại câu chuyện, vậy nên mình sẽ dùng past perfect. Đây là chính xác về ngữ pháp. Nhưng mà bạn nhất không nhất thiết lúc nào cũng phải đúng nói đúng ngữ pháp. Vậy nên là mình chỉ cần biết là mình có thể dùng present perfect cũng được, không vấn đề gì hết. Cái cây đã nhận ra và có trí nhớ. Nó nhận biết và có trí nhớ. The tree nhận biết, recognized, has recognized, và nó có trí nhớ. And bởi vì ở đây nếu mà bạn muốn dùng hai động từ cùng với nhau thì mình có thể dùng động từ to memorize, có nghĩa là nhớ, và động cụm ba của nó là memorized ở đây để cho nó bằng với lại cái từ recognize này ở đằng trước. Hai thứ giống nhau. Hoặc không, bạn có thể nói là nó có trí nhớ thì mình sẽ chỉ cần ghi and it had memory. Ok. Nó là như vậy đó. Thấy chưa? Hai cái thí nghiệm này cực kỳ hay luôn. Rất là nhiều cái thông tin mà mình không hề biết. Thì gần đây, cách đây một năm hơn, chỉ có đọc một quyển sách được tên là Bí ẩn, Đời sống bí ẩn của cây. Tên quyển sách chính xác của nó là The Hidden Life of Trees. Bây giờ mời bạn nào xung phong dịch nha. Rồi, cô mời Phúc. Mình có thể dịch hai cây này, hai câu này. Con á? Ừ, con giơ tay đúng không? Dạ, nãy giờ con đâu có bấm đâu, nó tự giữ im mà. Nó tự hiện lên hả? Ok, vậy thì có ai ha, có bạn nào muốn xung phong dịch hai câu này không? Bạn nào mà chưa có xung phong dịch á? Cô Giáo Huyền. Ok. Để thì chị mời nha. Trang Nguyễn dịch đi, Trang Nguyễn. Mai Phương, Thúy Hồng, hôm nay là ai đây? Những bạn mới đâu? Thanh Nguyễn hả? Ừ, bạn này đi. Thanh Nguyễn đi. Ủa? Dạ. Mời em. Cái câu cây cối giao tiếp cho đến nhiều phương thức á chị? Đúng rồi. The trees. Theo quyển sách. Là theo quyển sách hả? According to the book, The Hidden Life of Trees. The trees communicate together by many methods. Rồi. Bây giờ mời em dạy luôn hai câu này nha, tại vì đây là hai câu cũng tương đối khó. Dạ. Dạ vâng. They send the smells. To attract bắp, côn trùng, and send the smell to endanger
for the forest as well. The roots of the tree in the forest ở rất sát nhau, em không biết. Thở đi. Rất sát là gần đó. Sát nhau. Không biết chị. Are you? I'm very close. Do you want another? Right. These. These roots. Take not trees and not nutrients. Không phải not mà nutrients thôi chị. Take nutrients and share. It for another tree and raise the baby tree. Okay. Thank you. The mushroom system in the soil combined with roots to transmit together. Okay. Cảm ơn Thanh nhiều. Bây giờ tụi mình cùng nhau sửa nè. Dạ. Cảm ơn chị. Ok. Rồi, theo một cái gì đó, theo bản tin gì đó, mình hãy dùng cụm từ according to. Mọi người hãy ghi xuống nha, rất là thường xuyên dùng. Theo quyển sách according to the book, The Hidden Life of Trees. Đây, bí những cuộc sống được ẩn giấu. Hidden là cột thứ ba của động từ to hide, nghĩa là che đi, ẩn đi. Hidden, cột thứ ba, cuộc sống ẩn giấu của những loài cây. Thì cây cối giao tiếp với nhau bằng nhiều phương thức. Cây cối, the trees, mình dùng số nhiều, đang chỉ cây cối là nhiều cái cây đúng không? Giao tiếp, dùng động từ to communicate. Vì danh từ này là số nhiều dẫn đến communicate không có s. Với nhau, together, bởi nhiều phương cách. By many methods, phương cách. Ngoài ra, nếu bạn không biết từ này, chỉ cần sử dụng từ way, con đường đó, là nghĩa là cách thức rồi. By many ways. Chúng gửi những mùi hương để thu hút côn trùng. They send out. Ở đây có nghĩa là gửi ra, có nghĩa là tỏa ra. Sent out. Chúng tỏa ra những mùi hương, the smells, để thu hút, động từ thu hút đây, attract. Bugs là con côn trùng. Ngoài ra mình học thêm một từ nữa là insect. Insect. Còn từ smell là mùi này nè. Thì mùi này thường là
mình sẽ nói mùi chung chung, không biết thơm như thế nào. Nhưng mà những cái mùi mà hút côn trùng thường là mùi thơm, vậy nên mình sẽ dùng cái từ mà chỉ mùi thơm là aroma, hoặc là fragrance là mùi nước hoa, mùi thơm của hoa, fragrance đúng không, biết vậy á, thu hút côn trùng. Bà gửi ra những cái, bà cũng gửi ra những mùi hương để cảnh báo nguy hiểm cho khu rừng. They not only send out insects but also send out the smell to. Rồi, bây giờ mình hãy để ý cái cấu trúc mình chỉ muốn giới thiệu mọi người sử dụng ở đây, đó là not only but also, không chỉ mà còn. Chúng không chỉ gửi những cái mùi hương thơm để thu hút côn trùng tới thụ phấn, mà còn gửi những cái mùi hương để cảnh báo. Send a smell to warn. Động từ cảnh báo, to warn. Hoặc là từ alert là gây chú ý, báo động. The forest. Cái khu rừng. Nữa, as well là cũng như vậy. Nữa, bộ rễ của cây trong rừng ở rất sát nhau. The roots là những cái rễ đó, mình có thể dùng như thế này. The roots of the trees trong cánh rừng, in the forest, thì nằm rất gần nhau. Thì mình có thể dùng là thì là động từ to be thôi nè. Are very close, ở rất gần nhau. Hoặc mình có thể dùng từ stay đứng ở, stay very close together, hoặc là dùng to one another cũng có nghĩa là nhau, với nhau, mà số nhiều người. Còn each other là chỉ hai đứa với nhau thôi, thì dùng each other. Những cái rễ này không chỉ hút chất dinh dưỡng nuôi cây, these roots, không chỉ nữa đây ha, không chỉ mà còn, not only take nutritious, là tính từ, mình sẽ dùng danh từ là nutrients hoặc là nutritions, mình dùng từ nutrients ở đây, hoặc là nutritions viết dày, có s à? nutrients và nutritions, mình nhấn chữ đầu nutrient, nhấn âm thứ nhất. Nutritions, nhấn ở âm thứ hai. Lấy những cái chất vi sinh, vi lượng, chất dinh dưỡng để nuôi cây. To feed itself, hoặc là themselves thì đang nhiều, có cái cây, nhiều cái cây mà. Feed là nuôi ăn, cho ăn đó. Feed bản thân mình, themselves. Và chia sẻ chúng, and share với những cái cây khác, with other trees, và chia sẻ với những cái cây khác, và nuôi lớn, and raise, động từ to raise, nuôi lớn nè, những cây con, baby trees. Ngoài ra, để có thể học thêm một từ nữa thì hãy dùng từ seedlings có nghĩa là mấy cái con mới đâm chồi đó, seedlings. Rồi, hệ thống nấm ở trong lòng đất. Hệ thống nấm thì nấm, mushrooms. Thường mushrooms là những cái nấm mà bạn nhìn thấy được luôn á, là nó có mũ cái gì á, gọi là mushrooms, là bạn nhìn thấy tại vì nó to. Còn cái hệ thống nấm mà thật ra nằm ở dưới đó thì mình dùng từ thôi cứ để đây đi. Fungi là mấy cái nấm thuộc dạng nhỏ nhỏ mà nó là khó thấy đó, thì dùng từ fungi. System ở trong đất, in the soil, kết hợp với rễ cây, combines, tại vì hệ thống nấm này là một danh từ số ít thì mình sẽ dùng từ combines and s. Với rễ của cây, with the roots of the trees, hoặc là tree roots, để truyền tín hiệu.
Transmit là từ dùng để chỉ là truyền tín hiệu, còn mà transfer là truyền một cái động, một cái vật gì đó lớn hơn, hoặc là tiền gì đó thì dùng từ transfer. Transmit là tín hiệu nha. To one another là gửi những tín hiệu cho nhau. Ok, rồi câu cuối cùng, những câu cuối cùng có ai xung phong không? Vô cùng dễ luôn. À, cũng không hẳn là vô cùng dễ. Gợi ý là động từ hít vào là inhale và thở ra là exhale. Rồi. Mời một bạn luôn nha. Bạn Thư Phạm này hình như là một bạn mới. Thư có muốn thử không? Dạ. Thư thử dịch câu này nha. Đây, dạ. Ba câu này. The tree inhales CO2 and CO2, exhale and exhale and exhale oxy. Mình sẽ get oxygen. People inhale oxy and exhale CO2. Everyone people can là chồng plant plant and take care one plant for for oneself oneself for you. Okay. Yeah. Rồi, bây giờ tụi mình đọc cái chữ CO2 thì đọc CO2 luôn. CO2 ha. CO2. Yeah. Hay oxy này, oxygen. Oxygen. Cây thì hít vào CO. The tree inhale, the trees inhale CO2 and exhale oxygen. People inhale oxygen. Mọi người hít vào khí oxy and exhale CO2 và thở ra khí CO2. Thế là vậy ra là một đứa, đứa này đang nuôi đứa kia, rồi ngược lại đứa kia đang nuôi đứa này, nó có tác động qua lại. Vậy nên là mỗi người, every, mỗi người thôi là có nghĩa là một thôi á, nên là mình sẽ dùng số ít thôi. Every person có thể trồng, động từ trồng là to plant. Hoặc có thể bạn không biết từ plant thì mình dùng từ grow cũng được. Grow là nuôi đó, nuôi lớn một cái cây. Và chăm sóc and take care of một cái cây, one plant for oneself, cho chính mình. Ok. Rồi, cảm ơn mọi người đã tham gia buổi học ý nghĩa ngày hôm nay nha. Cảm ơn chị. Hôm nay nội dung hay quá à. Sẽ dạ em cảm ơn cô. Được bổ công hai đứa ba việc đó, vừa được học tiếng Anh vừa được học. Cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ. Cảm ơn nhiều. Mới sau cảm ơn nhiều. Cô. Em cảm ơn cô. Em cảm ơn cô. Bye bye. Bye bye.